Đó, mày thấy tao cực không? Không lúc nào được nghỉ hết. Vậy mà từng tuổi đây rồi, không kiếm được một cái chòi rách để chui ra chui vô. Ủa, vậy sao tao không giao mày để lấy vàng chứ? Chú đỡ con lấy nén vàng là chú mua được căn chòi đó. Mà chui ra chui vô cái căn chòi, mua bằng tiền, bán một đứa nhỏ, chú có vui không? Tao nói cho mày nghe, mày không phải là đứa nhỏ, mày là con cóc. Bây giờ bán con cóc để mua miếng đất, lời quá rồi còn gì? Dạ con không phải con cóc, con là thằng cóc đẹp trai, con cho chú biết luôn á. Thì vậy mày mới có giá. Cơ hội tốt nhất mà không tranh thủ. Chứ không lẽ mày nói tao á phải ở đợi, phải chịu mắng chửi suốt đời hay sao? Mà mày nói là giữ mày có lợi, tao thấy có lợi miếng nào đâu. Thì thứ nhất nè, lương tâm của chú không bị cắn rứt. Mày nói chuyện mắc cười quá, không ai bán con cóc mà lương tâm cắn rứt hết trơn. Thì thứ hai á là chú có con bầu bạn. Tao không cần bầu bạn mày. Hay là chú nhận con làm con nuôi đi. Mày nói gì vậy? Nhận con cóc làm con nuôi để tiền hại chứ tao bị khùng hả? Tao đâu có khùng. Đâu có gì đâu, giờ người ta nuôi chó mèo khỉ vàng, sau này còn nuôi cá sấu cọp chăn thằn lằn tùm lum hết. Con dễ thương lắm luôn á. Mày dễ thương hả? Thôi thôi, không lý do lý trấu gì nữa hết. Tao mệt lắm rồi đó. Tao bữa xong mớ củi này, tao sẽ đi giao mày để lấy vàng. Không nói nhiều nữa. Thằng này không được rồi, bệnh càng ngày càng nặng, chắc phải đuổi nó thôi. Chứ để nó ở trong nhà có ngày mang họa. Mà khổ nói, phải chi mà nó đừng làm siêng năng quần quật cả ngày cả đêm á, thì đủ nó cái rụp rồi. Thiệt. Dạ. Mày chẻ xong đống củi đó rồi mày đi lùi về cho tao nghe chưa? Dạ con biết rồi ông ơi. Đó mày thấy chưa, làm luôn tay luôn chân có được nghỉ đâu. Mày thấy kiếp ở đợi khổ chưa?